Ôi, có, có. Quỳnh ơi, con. Chúng mình đang ở đâu đây? Tay mày bị làm sao chứ? Chuyện gì xảy ra vậy? Anh có đỏ mê hay sao đâu hết rồi? Bình tĩnh. Mày hỏi nhiều như thế thì tao biết trả lời thế nào. Mày có câu hỏi gì hỏi luôn đi, tao trả lời một thể. Thôi, tao hỏi thế rồi, mày trả lời đi. Từ, để tao giải quyết cho mày đã. Mày là có tao vào cứu mày, chứ không thì mày là mồi cho cá mập ăn rồi. Có tiếng gì ấy? Nhanh cho tao ơi. Mày ơi, ở đây còn có cánh cửa nữa này. Tao nghĩ ngoài chúng mình ra vẫn còn một người nữa ở đây. Để tao mở cửa ra xem. Dừng lại. Nhớ đâu bên ngoài đó nó là người xấu thì sao? Nhớ đâu nó lại là một con quái vật. Nó giả vờ kêu. Xong đó chúng mình mở cửa ra, nó vào nó ăn thịt chúng mình. Mày nói tao nghe cũng có lý, nhưng mà tao càng nghe càng thấy giống tiếng Hà Sam mày ạ. Hà Sam! Mở đi. Ở đây cái chỗ này có cái tay nắm cửa này. Ôi, Hà Sam! Ôi, con bị rắn mồm rồi. Ui dồi. Cậu bị làm sao đây này? Để tôi giải cứu giúp cậu nhé. Ôi, nó là cái gì vậy? Quân em, tay cậu đâu? Tay cậu bị làm sao kìa? Bình tĩnh đã, Hà Sam, cậu phải bình tĩnh. Không bình tĩnh được, tớ sợ lắm. Tay cậu ấy đã biến thành tay một con tôm. Cậu ấy đang dần dần biến đổi thành một con tôm. Hả? Tớ sẽ giải thích cho cậu sau. Bây giờ để tớ giải cứu cho cậu trước đã. Này. Cậu ở với quân hiếp được bao lâu rồi? Mới được một phút. Bọn mình có tin cậu ấy được không? Đúng không biết. Cái này. Đây này, nãy tớ bị nhốt trong này mà các cậu nhìn xem. Đấy. Nhiều cái con rán, con ngủ mùi kinh lắm. Các cậu bình tĩnh, bây giờ tớ sẽ kể cho các cậu điều gì đã xảy ra. Tớ nghĩ rằng chỉ một mình tớ còn nhớ điều gì đó. Tớ chẳng nhớ gì cả. Tớ không chẳng nhớ gì luôn. Điều cuối cùng tớ còn nhớ là bốn đứa chúng mình đang đi du lịch ở trên một chiếc máy bay. Bất ngờ máy bay bị rơi và chúng mình rơi xuống biển. Máy bay. Bây giờ đầu óc tớ cũng mờ mờ ảo ảo lắm, không nhớ rõ, nhưng mà hình như chúng mình đã bị một sinh vật biển nào đó trong phòng thí nghiệm bắt và đưa vào đây. Tỉnh dậy thì tớ đã bị ở trong này và hai cái bàn tay của tớ biến thành hai cái càng tôm này. May quá những chân tay chúng mình vẫn lành lặn. Không đủ hai tay hai chân. Các bạn ơi, chúng mình nghĩ là chúng mình đang bị mắc kẹt ở một nơi bí ẩn nào đó và chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Việc chúng mình cần làm đó chính là tìm cách thoát khỏi đây và tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Và xin chào tất cả các bạn, mình là Hà Sao, Quân Hít và Cò. Và chào mừng tất cả các bạn đến với thế giới nhà cát công. Lúc nãy tôi bị một tên quái vật đưa vào từ cửa này. Bây giờ tôi nghĩ mở cửa này ra rồi chúng ta đi ra và về rồi. Được, con mở đi. Thế nào, mở được không? Cửa này bị đóng rồi hả sao bạn? Đóng đâu mà đóng, cậu mở ra đi. Không mở được. Từ, cậu ra đây. Dồi ôi. Đây. Ôi. Nhưng mà chúng đã xây một bức tường cắt tông ở đây rồi. Có cửa anh mở ra được nhưng mà không ra được. Ôi dồi, tay mới chật chân. Càng ngày tao càng không tin tưởng được mày nhá. Mày đã ở cùng với cái bọn quái vật biển và càng ngày mày càng đang biến đổi dần. Có thể mày với cái bọn quái vật biển là một. Hà Sam, có khả năng đây không phải là Quân Hiếp đâu. Cậu phải trông chừng cậu ấy, phải để mắt tới Quân Hiếp. Tớ, Quân Hiếp đây mà. Quân Hiếp. Thế thì cậu trả lời đi, kênh Hà Sam có bao nhiêu lượt đăng ký rồi? 2,7 triệu người đăng ký. Chính xác luôn. Tin tưởng được. Nhưng mà vẫn phải để ý đến cậu đấy. Này.
có cái canh cửa màu xanh ở đây. Để tớ vào xem là có đi được không ạ. Ui, thế nào? Một phòng toàn đồ sắt thôi. Vào đây. Ui, lại một căn phòng gì đây? Vào đây, con ít. Ồ, rong biển. Ui, thế nào? Ngon đi. Ui, ngon. Ôi dồi, sao thế này mà cậu ấy bảo ngon nhỉ? Quá. Có gì đó không ổn với cậu ấy. Hình như cậu ấy đang dần dần biến đổi thì phải. Thôi kệ cậu ấy đi. Bây giờ chúng mình tìm xem trong căn phòng này có cái manh mối gì không. Này, cái này có sử dụng được không nhỉ? Cái này là... Bộ đồ lặn. Bộ đồ lặn, kính bơi. Ui dồi ôi, cái gì nó đeo này. Đây là kính gì hả? À? Sao? Đeo không? Này, kính này nó cũng kinh dị. Cậu đeo này không khác gì cậu là quái vật luôn. Ui, quái vật. Này, cái dây thừng này bọn mình có sử dụng được không nhỉ? Ui, tổ lắm. Ui, Hà Sam ơi. Ui. Cái gì đây? Trời ơi, đây có phải là lọ thí nghiệm của bọn quái vật không nhỉ? Ui, nhìn này, eo ơi, bên trong ấy, ủa này, bình thường ấy, cá sấu thì nó phải là rất là to. Mà tại sao con cá sấu này nó bé như thế này? Ui, ui. Có khi là nó bị đột biến gen rồi. Cái nước này nó mùi kinh lắm. Này, đây hình như là một chất hóa học gì đấy ấy. Một chất là màu trắng. Một chất màu xanh. Thôi chúng mình tốt nhất là đừng có sờ vào những cái này không. Chúng mình cũng biến đổi thành quái vật luôn đấy hả Sam ạ. Thôi bỏ đi. Kinh quá. Có thể chúng sử dụng những cái này để làm mẫu vật thí nghiệm. Ui, cái có cá ngoài cửa sổ này. Hả Sam quên hiểu. Chứng tỏ chúng mình đang chìm sâu dưới đáy đại dương. Đúng rồi kìa. Này, vậy là có thể kết luận được như sau. Sau khi mà chúng mình ấy bị rơi từ máy bay xuống thì có những cái sinh vật biển ấy, chúng đã bắt mình về đây. Và căn cứ của chúng chính là một chiếc tàu ngầm hoặc là một hầm ngầm bằng bìa cắt tông. Chúng ta cần thoát khỏi đây. Đó chính là thử thách của chúng ta. Ở đây có thêm rong biển không nhỉ? Cậu ấy lúc nào cũng kỳ lạ như vậy. Nhưng mà lần này tôi thấy cậu ấy kỳ quặc hơn rất là nhiều. Mà thôi, tốt nhất là tìm đi. Ui này, bên này. Ui, đây là một chiếc két sắt. Mà chiếc két sắt này nó khóa rồi. Nó còn có mã số nữa. Bây giờ bọn mình phải tìm cái mã số của nó để mở được cái két sắt này. Tớ có ý tưởng này. Đây là một hộp thuốc. Đây rồi. Cậu có biết đây là cái gì không? Đây là tai nghe, nhưng mà tớ không biết nghe. Nhưng mà tớ biết nghe. Này, nhưng mà cậu liệu cái này có nó có hiệu quả không? Tớ đã xem rất nhiều phim rồi. Các điệp viên ở trong phim ấy thường dùng cái tai nghe này để nghe các bánh răng chuyển động ở bên trong. Này, đúng rồi, tai mình không nghe được, cái này nó nghe được. Được rồi, bây giờ cậu đặt cái này vào đây, tớ sẽ quay. Khi nào ấy mà nghe đến tiếng tích một phát thôi, tức là bánh răng nó ăn vào cái con số mở ra đấy. Đúng rồi. Thế bây giờ tớ quay nhá, tớ quay khi nào mà cậu bảo tớ dừng, tớ sẽ dừng. Mà bảo tớ quay, tớ sẽ quay, ok. Tí nữa, nhẹ thôi, nhẹ. Dừng. Được chưa? Được rồi, nào, quay ngược lại. Rồi, tí nữa, thêm một vòng nữa nào. Rồi, dừng. Rồi, đúng rồi, lại, quay ngược lại. Rồi. Hết sức nhẹ nhàng, chậm. Được rồi. Tiếp theo ngược lại. Được chưa? Chưa. Rồi, đúng rồi. Này, chuẩn bị mở ra, cậu nghĩ có gì bên trong? Ui, trong két sắt thì tớ nghĩ chắc chắn là kho báu rồi. Mà kho báu thì có nhiều vàng bạc châu báu lắm. Giờ này mà còn tâm trí kho báu. Này, đây là một trung tâm thí nghiệm.
Tớ nghĩ bên trong két sắt này chứa đựng những con virus kinh khủng nhất. Virus ra. Bây giờ bọn mình phải lấy virus ra, phá hủy chúng. Đúng rồi, lấy ra luôn đi. Ôi, ôi giời ơi. Sao thế? Này, cả cái két sắt to đùng này nó để mỗi cái điều khiển. Mà đây điều khiển hay điện thoại? Cái này là điều khiển rồi. Hay là ôi điện ơi. Thoại có nút bấm. Mày cậu ơi, nhìn này, tất cả các nút nó cùng một màu. Có mấy cái nút này nó có màu khác rồi. Bấm nhá. Ôi. Xin chào, tôi là đô đốc của căn cứ tàu ngầm đang nói chuyện với bạn. Nếu mà bạn đang xem video này như là bạn đang mở két sắt và bật điều khiển TV, đó có nghĩa là tôi không ở đây. Và điều này có nghĩa là căn cứ của chúng ta đang bị tấn công bởi sinh vật ở dưới lớp thông minh và muốn biến mọi người thành nô lệ. Chỉ có bạn mới có thể ngăn chặn chúng. Và để làm được điều này, bạn phải tìm hiểu hành động của chúng dưới đáy đại dương. Tọa độ của hàng được đánh dấu trên bản đồ khoang chứa ngư lôi. Các bạn hãy giúp tôi tiêu diệt quái vật, giải cứu trái đất. Cảm ơn các bạn. Vậy là đã rõ rồi, tính mạng của nhân loại phụ thuộc vào trong tay chúng ta. Có nằm trong tay cậu ấy không? No. Có nằm trong tay cậu ấy. Còn anh cậu đó. 1, 2, 3, anh cậu đó. Ôi đúng rồi nhỉ, anh cậu đó đâu? Anh cậu đó ấy đang bảo vệ chúng mình ấy ở bất cứ nơi nào. Bây giờ ấy, anh cậu đó đâu? Tớ nghĩ lại, anh ấy cũng bị giam ở một cái căn phòng nào đó giống như chúng mình đây này. Chúng mình ấy chỉ có 3 người, rất khó để có thể tìm thấy anh cậu đó. Vậy thì nhờ các bạn fan của mình đi Hà Sam. Đúng rồi, các bạn đông hơn sẽ quan sát dễ hơn. Nhờ các bạn tìm là chuẩn nhất. Đúng rồi, các bạn ơi, các bạn hãy giúp Hà Sam. Nếu mà các bạn nhìn thấy anh gấu đỏ ở đâu thì hãy nhanh tay bình luận xuống bên dưới. Chúng mình ấy sẽ đọc bình luận của các bạn và đi tìm anh gấu đỏ. Chúng mình đi qua cái cửa kia xem sao. Thủy công dưới biển. Ôi cái phòng này là thủy công. Đẹp quá. Hello. Ừ. Mình là tôm biển của đi đấy. Ừ. Hello. Cái gì? Làm sao đấy? Không. Á. Ừ. Nói chuyện với cá. Wow, ở dưới lại đẹp thế. Hả? Không. Này, cậu có nghe thấy là con cá nó nói gì không? Hay là để tớ thử nói chuyện với nó xem nhá. Ơi. Hello. Hello. Không chạm tiếp luôn. Bây giờ lại còn hiểu cả tiếng động vật à? Này, khéo khi sắp biến thành tôm biển đến nơi. Để phòng cậu đấy. Nguy lắm. Rồi ôi, cứ nhảy chồm chốm này như con tôm ấy bật ngửa lên. Đi, không nói nữa, đi. Ui. Căn phòng gì đây nhỉ? Đây là một căn phòng rất lạ. Và các cậu ơi, các cậu đừng quên ấy, là nhiệm vụ của chúng mình đó chính là phải tìm đến phòng ngư lôi để phá hủy hang động của quái vật. Nhưng mà đây không phải là phòng ngư lôi. Đây là phòng gì? Ui trời ơi, bên này nó có lưới này. Ôi giời, lại còn có cả tôm hùm đang bị mắc lưới. Hoàng đế, tôm hoàng đế. Ú, nhìn này. Ôi trời ơi, một cây đinh ba. Wow, này, hình như là cái cây đinh ba này các bạn có biết là nó xuất hiện ở đâu không? Xuất hiện ở trong các phim thần thoại, thần biển nó có cây đinh ba như thế này. Ôi, cứu, tớ bị quay mặt tấn công. Cậu im đi, hãy cư xử giống một con người, đừng có làm giống một tôm như thế. Cứu, cứ im lặng không đổ vỡ hết. Bây giờ quái vật người ta phát hiện vào đây ăn thịt chúng mình ấy. Người đi mắc vào lưới, tự mắc vào lưới lại cứ kêu là quái vật tấn công. Mấy cậu đấy càng ngày càng cư xử kỳ lạ. Tớ nghĩ là cậu ấy không ổn đâu. Tìm xem còn cái gì nữa không? Ui, có một cái cửa. Ui, ở đây có một cái cửa. Ui, nhìn này. Cái gì này? Ui, này, ở đây có một cái đường dây. Đường dây. Đây. Ui, wow. Đây rồi, Hà Sáng rồi. Có cái gì này? Cậu tôi lấy mở lại. Ây da. Ôi. Được rồi. Ui. Dồi ôi. Wow. Bình lẹp oxy. Ui, này. Cái này
này ở dưới đáy biển là cần này. Tại vì nếu mà giả sử mà máy móc mà nó có hỏng hóc này, tàu ngầm nó có hỏng hóc, mình có thể sử dụng cái này để đi ra ngoài để sửa chữa. Đúng rồi. Ui, này. Ở đây nó còn có hạn sử dụng 2030. Ui giời ơi, thoải mái. Ô, mà cái chữ này đâu phải chữ bình đâu các bạn. Chữ bình thì phải là chữ H ở đây chứ. Khi nhờ anh bảo mình muốn bình lặng oxy chứ. Thế mới đúng. Chứng tỏ là quái vật ở đây là nó không biết chính tả các bạn ơi, nó biết sai ở đây này. Đây vẫn còn cái gì nữa này. Đây, ui, một cái cặp. Đây là một cái ba lô. Ui. Ui giời ơi, làm sao đây? Cậu làm sao? Cứu cứu tớ. Làm sao? Tớ bị quái vật nó tấn công. Gỡ cho cậu Huy đi. Sao mày rắc rối quá. Ngồi yên đây. Cậu ngồi im đấy đi, không được động vào đâu. Nếu không ấy là tất cả mọi thứ đổ vỡ là do cậu hết. Nhìn này, đây là một chiếc cặp hình siêu nhân. Này, ui, ở trên cặp có hình gì đây? Có khi là quái vật nó vẽ đấy. Biết đâu có cái gì quý giá ở bên trong. Wow, một chai nước. Ui, ở đây là một gói bông y tế này. Và, ui, ở đây là một cuộn băng gạc. Ủa, thế nên để cho mình băng bó à nhỉ? Gì không? Một con dao dọc giấy. Ui, ở đây nữa này. Cái này là bộ đàm. Bộ đàm. Được. Vậy thì nếu mà giả sử bọn mình ấy có bị tách nhau thì tớ một cái, cậu một cái vẫn có thể liên lạc được với nhau. Cất vào đây. Alo, tiếng nói. Các bạn chú ý, mức oxy đang ở mức cực thấp, kiểm tra hệ thống lọc. Ui, nguy rồi. Hệ thống lọc mà bị hỏng như thế này mà không ổn định được ấy là chắc chắn chúng mình sẽ thiếu oxy và bị chết trước khi cứu được nhân loại. Thế thì bây giờ chúng mình phải tìm đến cái phòng mà lọc không khí để mà sửa chữa nó. Nhưng mà bây giờ mình đang ở phòng nào mình cũng không biết, làm sao mà mình biết được là hệ thống lọc ở phòng nào. Đây Hà Sam ơi, bên này có cửa thông gió này. Bây giờ tớ sẽ vào đó để kiểm tra. Ừ, được rồi. Thế thì cậu đeo vào cái bình oxy này đi. Bình oxy này sẽ giúp cho cậu ấy có thể có đủ oxy để có thể sửa chữa được hệ thống lọc. Được, hít vào xem nào. Được không? Có oxy. Ok. Này, cậu hãy cầm theo vũ khí. Để nếu mà có gặp quái vật thì cậu có thể sử dụng chúng. Đúng. Để chống lại chúng. Mà đi. Cậu phải cầm cái này. Cái trường quân hiếp. Được rồi. Để phòng quân hiếp cho tớ. Ôi, trước cửa lại con cửa rắn thế này. Vũ khí lắm. Của cậu đâu? Sử dụng vũ khí để hất chúng ra. Cái con quấn này nữa. Rồi nó bấu chắc lắm. Để tao giúp. Có thế cũng mèo. Để tao phá luôn cái cánh cửa thông gió cho mày. Thôi, tốt nhất là cậu đừng sờ vào đấy nữa. Không nó lại hỏng giờ, nó nổ bây giờ đấy. Để tớ phá cho. Ui. Này, chết rồi, cái này nó bị gãy rồi sao? Đấy. Giờ mới thấy càng cua của con híp lợi hại này. Tớ đi đây. Ừ, cậu đi đi. Hà Sam, cậu đưa cho tớ cái ba lô. Đây. Đấy, cầm đấy. Nhớ canh chừng quân híp đấy nha. Được rồi, tớ sẽ canh chừng cậu đấy. Phòng khi là cậu ấy biến đổi quá nhanh. Được rồi, tớ đi đây, bye bye. Còn cậu, cậu không được đâu đây. Cậu phải ngồi im đây, không được đi đâu hết. Tớ có làm gì đâu. Cậu phải nằm ở trong tầm mắt của tớ. Ôi, Hà Sam ơi, ở đây có một bức tranh này, sọ đầu lâu này. Ôi, nhìn bức tranh sọ đầu lâu kinh dị không các bạn ơi. Eo ơi, cái đầu lâu này nó không có mũi các bạn ạ. Nó có mũi hai con mắt với cái mồm thôi, hai cái xương này. Này, bình thường ấy, ở dưới những cái bức tranh ấy là thường sẽ có một bí mật nào đó. Ví dụ như là một cái công tắc nào đó để mở ra được một cánh cửa nào đó chăng. Mở. Nhìn này con híp ơi. Ui, này cái gì đấy, cái gì đấy. Ui, này nó có điện đấy. Nhưng mà vào tay tớ nó không giật Hà Sam ạ. Tại vì tay cậu ấy là càng tôm. Được rồi, để tớ phá hủy đi. Ôi, nó có thể nào đi vào Hà Sam ơi. Cái phòng này là phòng
thử đi vào xem là cậu có thành cái con tôm nó chiên nướng không. Rồi rồi rồi, thế này trông nó mà ép vào có mà thành tôm ép thì có là sao mà. Vào, ra, vào, ra, này, tớ nắm được quy luật của cái bẫy trông này rồi. Cậu nói đi. Nó có 2 giây nó đi vào và 2 giây nó sẽ đi ra. Và cái khoảng là 2 giây đấy là sẽ để cho mình có thời gian trốn thoát. Vậy là mình phải trốn thoát trong vòng 2 giây. Nhưng mà hẹp thế này thì chỉ có một người đi trước được thôi hả sao ạ? Ồ, lần lượt đi một. Để tớ đi trước không? Vào này. Rồi. Vào này. Đi chạy nhé, 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 nhé. Ôi dồi ôi, chết rồi. Ôi ôi, này này này, cái này của tớ nó bị gãy ra rồi. Hà Sam ơi, chống vào cho tớ để tớ bỏ ra. Vào. Ra. Ôi trời ơi, được rồi, cậu ra đi. Ra đi, ôi trời ơi, cẩn thận. Ôi trời ơi, này có bị thương không? Lưng tớ bị thương đây, nhưng mà may không sao. Tớ có cái vỏ tôm rồi, vẫn không sao. Chứng tỏ là cậu ấy càng ngày càng biến đổi. Không chỉ bàn tay, mà cả người cậu đấy đang dần biến đổi thành một con tôm. Chắc là cái vũ khí này của mình, cái này có sử dụng được không nhỉ? Hả? Đi. Cậu phải trong tầm mắt của tớ. Ôi, phòng lọc đây rồi. Nóng thế nhỉ? Ngột ngạt quá. Đây là hệ thống lọc. Mình phải kiểm tra hệ thống lọc. Chúng đã ngưng hoạt động. Còn đây là các bể chứa nước. Hệ thống bơm xả sẽ bơm nước vào các bể này. Sau đó hệ thống sẽ lọc khỏi các tạp chất như là muối và kim loại. Sau khi mà đã lọc xong, nước sẽ được bơm vào cái đường ống này và chảy vào cái hệ thống làm sạch này. Ở đây nước sẽ được đưa qua điện trường vào bộ lọc để phân chia ra hydro và oxy. Chính cái hệ thống này sẽ giải quyết vấn đề oxy ở trên cái con tàu này. Ui, cái này giống cái điều hòa thế nhỉ. Ôi mà trên đây còn có chữ á ngờ ăng đờ ăng đăng ca y ki sắc ký đăng ký. Ôi mình nhớ rồi, bây giờ gần Tết rồi mà mình cũng chưa biết tặng cái món quà gì cho Hà Sam cả. Mà các bạn có biết Hà Sam thích món quà gì không? Mình sẽ bật mí cho tất cả các bạn biết, đó là Hà Sam cực kỳ thích những cái lượt đăng ký đến từ các bạn. Mà càng nhiều lượt đăng ký Hà Sam lại càng thích. Chính vì vậy các bạn hãy cùng mình bấm đăng ký kênh để tặng quà cho Hà Sam nha. Mình sẽ đếm từ 3 đến 1 để các bạn cùng bấm đăng ký nha. 3, 2, 1, đăng ký. Xin chúc mừng tất cả các bạn đã tặng quà thành công cho Hà Sam nha. Khó thở quá. Thôi chết rồi, hệ thống cung cấp oxy đã ngừng hoạt động. Mình phải nhanh chóng tìm hệ thống lọc để mà thay thế nó. Đây rồi, mình tin chắc rằng nó nằm ở trong này. Ôi dồi ôi. Ôi dồi, tại sao mà nó bẩn như thế này nhỉ? Bảo sao hệ thống lọc này không thể lọc được oxy. Ôi, cứ bảo là lại còn có cả con rắn như này. Kinh khủng quá. Mình sẽ phải thay thế bằng hệ thống lọc sạch sẽ thì mới được. Đúng rồi, trong ba lô. Để mình xem trong ba lô có những cái gì. Đây rồi, một chai nước, một con dao, bông này, băng gạc. Đúng rồi, mình sẽ sử dụng cái chai này. Nhưng mà trước tiên mình sẽ phải uống hết nước ở cái chai này đã. Bây giờ mình sẽ cất chai nước này ra. Rồi, cắt tiếp phần đầu. Sau đó mình sẽ dùng bông để lọc sạch. Đây, nhét càng nhiều bông càng tốt. Rồi, tiếp theo là mình sẽ dùng băng gạc để bịt kín phần đầu này lại. Sau đó lắp chung lại với nhau. Hệ thống lọc đã được sửa chữa. Đọc vào đây. Yeah. Wow. Như vậy là vấn đề oxy ở trên con tàu này đã được giải quyết.
Có chuyện gì xảy ra vậy? Ôi, quân tường đang rung lắc. Ôi, hay là quái vật nó tấn công mình? Ôi, nước! Chết rồi, mình sẽ bị nhấn chìm ở trong này mất. Ôi, phải điện bình oxy vào. Ôi, mình phải gọi cho Hà Sâm. Đi. Ôi trời ơi. Đứt tay luôn Hà Sam ơi. Này, cậu cẩn thận đấy nha. Những cái trông này nó là trông ngắn, có trông dài. Mà ai cái trông này nó sắc lắm. Sắc hơn là trông xanh vừa nãy luôn ấy. Ôi nhìn phía trước kia. Ôi. Này heo ơi. Này, cái trông vừa nãy thì ít ra nó còn đi trong vòng 2 giây. Mà cái trông này á, tớ thấy á, nó đi nhanh lắm, chắc chỉ 1 giây thôi. Mà còn có hai mặt luôn Hà Sam ơi. Giờ chúng ta phải làm sao để thoát khỏi đây? Được rồi. Ngồi đây 1 tiếng đồng hồ thì nó cũng không phải có cái giải pháp nào chứ. Cậu đi trước đi. Hả? Tớ đi trước? Ừ, tớ khỏe chứ cậu là phải đi trước đầu tiên. Mà cậu là tôm, yên tâm, không bị bẹp đâu mà lo, chỉ bị gọi là phanh thây thôi. Đi. Ui, Hà Sam ơi ghê lắm. Thôi, cậu nhỏ con cậu đi trước đi. Rồi ôi, lại là tớ. Ê, đây, nào, bình tĩnh. Cẩn thận. May quá, tí nữa không là nó bay mất cái mặt của mình rồi. Nào. Một này, lên này, xuống này. Cố lên. Ôi, may quá. Đợi tớ nha. Alo, cô. Cô ơi, cô đang ở đâu? Hà Sam, cứu tớ. Tớ đang bị quái vật tấn công. Nó đã đục thủng bức tường này và ui, có khả năng là tớ sẽ bị nhấn chìm ở trong nhà này mất. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ơi, cô đang ở đâu? Không phải bình tĩnh. Cô đi phải làm nào bây giờ? Nhưng mà các cậu yên tâm đi, tớ sẽ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ này, kể cả hy sinh tính mạng. Các cậu hãy tìm đến phòng ngư lôi để tiêu diệt quái vật thay phần tớ nha. Chúc các cậu may mắn. Ơi, cô. Thế nào? Cô ơi, cô đâu rồi? Cô đi, nhanh lên, để sao cứu cô, nhanh. Lên. Cứu tớ. Có ai không? Cứu. Phần 1 rồi, các bạn nhớ bấm đăng ký kênh để được xem tiếp phần 2 sớm nhất nha.